Alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lớp Học. Hôm nay chúng ta cùng nhau đánh bài tiếp ha. Thì bộ lưu ý các bạn là bây giờ bộ bài của mình lên 6 sao rồi, cho nên là cái độ khó nó cũng tăng lên ha. Mấy bữa trước mình chơi thử vài ván thì anh nói là quýnh là toàn thắng sắc sao với thằng Ray luôn á. Bài nó giờ mạnh lắm. I'll just go along and set this card here. Let me give you a little hint. You better be careful, because this card's a trap. I end my turn. Giờ không đoán trước được gì luôn, bất cứ hành động nào của mình cũng có thể có bẫy, dính bẫy của nó. I activate my spell card. À, rồi thôi không sao, cũng chả có con nào để hồi sinh cả. Con này ra hơi sớm đôi khi là lỗ nha các bạn. I end my turn. Mình với nó cùng thủ. I activate my spell card. À, cái thanh niên này chơi bài là kinh nhỉ. Nhưng mà không sao, mình có cách đối phó. This looks bad. Rồi nó phá được cái thủ của mình rồi. End my turn. Rồi chấp nhận thí nó luôn. Mình lại hết trong bài này rồi, nãy mình ra con kia nó rút hai con này ra. Một con nó nằm đầu, một con nằm dưới hay hơn, chứ còn nó ra về chết mình. Nên mình không lấy được cái kêu gọi của con này ra. Giờ muốn đè summon cũng đâu được. Rồi chơi giờ nó đánh kinh lắm. 6 sao rồi các bạn. À, giờ lại ra con summon này hơi dở. Rồi loại con này trước cho chắc ăn, nó lật lại chết mình đấy. Nãy tại nó quăng được cái lá kia ra, nó phá cái thế thủ của mình. Bây giờ nó lại ra đông quá, nó lại áp chế được mình mới khổ chứ. Rồi về ai chịu cho nó tham sao. I'm switching it to defense position. I'll just go along and set this card here. Let me give you a little hint. You better be careful, because this card's a trap. I end my turn. Rồi, okay. Mình cũng up xuống luôn. I'm changing it to attack position. Rồi hơi dở rồi anh trai. Nãy giờ mới thấy nó khóc. Rồi cảm ơn anh trai. Lấy con này ra xài nè. Mình cũng có con này. Nói chung hồi nãy nó ra được bài khá tốt ngay từ đầu. I end my turn. À ha. Yeah. Đó, đợi lá này nãy giờ luôn á các bạn. Rồi, công nhận bài nó xịn thật. Rồi 2000 mình cũng được. Cho con này nó đi trước. Rồi chịu ơi, nó thấu máu đau quá. Nãy mình không được cộng 1000 điểm nữa. Flip summon. Gì đây? À con này thì không sao. À bắn chết hai con này là một con nó rút được con. Nên nó rút toàn bài chuyện mà con là mình mệt nó chơi đùa đâu. No.
nó mất có 700 điểm mà nó khóc kìa. À rồi ok. Nó rút con này ra mình nó thủ mình cũng mệt á. Mới đầu nó không có dùng hết đâu, thủ 2.000 rồi nhưng mà ôi trời ơi. Nó toàn ra bài gì không ai chơi lại á. Giờ chả biết nó công rồi nó thủ luôn đây. À nó công rồi các bạn. Nó xuống rồi là cầm giấm của mình đây. Rồi cho nó nằm xuống trước đi. Thủ thế cho đã rồi. Giờ không đánh ẩu được đâu tại vì chúng ta gần hết máu rồi. I end my turn. Rồi chết. Con này là mình lấy bên bộ của Yuki qua nha. Rồi, mình biết con này nó úp con nào xuống rồi cho nên là thôi không chơi. Thôi nữa hả? I end my turn. Cái anh này kinh vậy. Cho lá này ém lại một chút. Biết ngay nữa để con này xuống nó thủ mà. Rồi ok. Bộ này là bộ gì ta? Nãy giờ thấy con hệ đất hơi nhiều nha. I'll just go along and set this card here. Rồi up xuống đi anh ta, em đợi. You better be careful. Nhiều vô. Anh up xuống nhiều cho em nổ một phát cho nó lên giang trời. My turn. Yeah. Oh, that is it. Gì đây? I'm gonna activate this. Chắc là thấy cái lá hiến tế rồi, biết ngay rồi. Rồi không sao. Rồi tổng phá công. Bắn. Lá thì tính ra để thủ cũng khá ngon. Tại ít con nào mà mạnh trên 2300 để mình chơi mình lắm. Rồi tổng phá công. I activate scapegoat. Rồi vâng, cái anh trai này lợi hại quá. Có nhiều lá bài giống nhau cái gì đó. Rồi công nhận anh trai lợi hại ok. Lá này nó cứu nguy khá là kinh. Nếu mình có một hai con đây mà 5 con thì mình bắn các bạn thấy nó cũng nhẹ nhàng ấy. Nhưng mà nó tại đây mình đang có 5 con trên sàn đấu thôi. À, anh hết bài công rồi. Có lẽ những bộ này hơi ít bài quái các bạn. Rồi để coi. À, hơi quá không phải lá kia rồi. Mình thí anh luôn mà. Bắn ra đó mà nó có lá thẳng đào là mình thua trắng luôn á. Mình thí rồi thử rồi coi được không. Not too shabby, but you ain't gonna beat me with those lame attacks. Yeah! Rồi, gián đầu tiên mình thắng. Ôi, gián này lội ngược dòng hơi bị mệt. Rồi, ok, đánh lại. Rồi, gián nữa mình ăn nè. Ăn 3 lá. Khả năng ra bài mới thấp rồi nhưng mà nhìn chung thì vẫn ổn. Rồi nó ra con này. I'll just go along and set this card here. Let me give you a little hint. You better be careful because this card's a trap. À, úp ba lá xuống luôn ta, nó kia làm cho mình nổ cành mấy phát thôi. À, ba sóng thần. À, thôi cũng được. Rồi quăng ra thử. Rồi không phải rồi. Bắn. À, nó chơi dài gõ ma nhắc quỷ mình thôi. I activate my spell card. Gì đây? À, rồi ok. Vậy đó là lá cuồng phong. Oh, that is sick. I'm gonna activate this. À, rút thêm lá rồi thôi làm gì căng. I activate my spell card. À, nổ rồi. Ra con này ngàn.
Ok. I end my turn. À, có con hồi sinh, hay quá. Qua con này ra đi các bạn. Con này bên bộ của một cái ba này nha, nếu các bạn chơi bộ của Joey thôi không có con này nha. Thấy vô là muốn chơi đủ bài phải gọi phải tải đủ ba bản nha các bạn. Bản đánh với Yugi, bản đánh với cái ba luôn, còn nó có ba con này luôn à. Kinh vậy. Ủa mà sao mình vậy, mình tại sao mình có hai con thôi ta? Có đồng thôi. Nhiều lắm. I end my turn. À. Rồi ok. Coi lá này lá gì nào. À sao lá này. Chắc lấy con thủ 2000 ra đây. Biết ngay mà. Rồi. Ok. Anh cộng điểm quá trời quá đất luôn. Rồi ok. Rồi biết lấy con cộng điểm 2000 ra rồi, khỏi lo. I end my turn. À đây đây đây, vậy khoan dở con kia lên. Đây biết anh quăng con đó ra rồi. Rồi đây, cho anh cổng áo vô đó. I activate scapegoat. Rồi ok, sao? Rồi ok. Để coi coi nó làm gì tiếp theo nào. À nó hết bài quái rồi các bạn. Bộ này có bộ đánh tiếng nó cầm bài phép hơi nhiều. À rồi. Ok, quăng ngoài ra nào. Từ chưa tới lúc tổng phản công nữa các bạn. Nói vô là phá cái nhiều con trên bàn thì mới phá được cái lá này của nó. Chứ nó hô một phát, nó hô bốn con này ra thì thật sự rất nguy hiểm. Mình chưa kể nó chơi summon nữa là khá là mệt. Con này là chuyên dùng để phối hợp với summon nè. Ồ thanh niên này à, cũng được. Rồi khoan vậy khoan. I end my turn. À, con này thì từ từ. Giờ ra con này mình lỗ á. Bắn. Rồi nó gọi ra hai con nữa này nha. Nói chung là con này chơi dạng là liều quyết tử luôn á. Nó ra quyết tử kiểu này á là nó mất điểm mình mất theo, nhưng mà nó máu nó nhiều cho nên là kiểu gì kiểu khả năng cao mình chết trước mà không sao các bạn. Rồi ok. Rồi xong lượt sau tổng phân công. Ngày mốt bắn hàng. Ok không sao. À như à không, mình mới bắt cho lật lá này thôi, không cho lật lá kia. Lá này chỉ được lật trong lượt của mình thôi các bạn nhé. Rồi ok, lấy được con công 1500 cho xuống đúng không. Rồi vậy giờ lấy con này ra luôn.
I end my turn. Rồi, ok. Quăng ngoài ra. Yeah. Thấy luôn. Nó có lá này à? Làm sao buộc nó cũng phải thí một lá mà. Rồi thôi không sao. Tính là một phát cho nó đi luôn mà không được thì chịu rồi. Đây. I activate my spell card. Anh còn bài à? Ok anh trai. Chờ thế. Đó, đánh như vậy mới hấp dẫn nè các bạn. Hai bên liên tục phá thế của nhau. Not too shabby, but you ain't gonna beat me with those lame attacks. Bắn. Not too shabby, but you ain't gonna beat me with those lame attacks. Phen phen này nãy mà nó không bị nó chơi cái lá ở trên này là mình kết thúc gián này được rồi đó các bạn. Not too shabby, but you ain't gonna beat me with those lame attacks. Cái lá này là lá gọi hồn các bạn. Rồi ok không sao. Thôi mà nó mất 17 lá luôn rồi này. Bộ này có bộ nó xài hao quá. À nó khôn không đánh. À, nhưng mà mình có lá này hay quá. Rồi gọi phù thủy ra nào. Rồi chết chú em nhá. Nãy chú em bắn phát anh chú em còn cấu được máu của anh. Rồi bắn. Rồi có con nào 1600 không? À đây 1600 đây vừa đủ máu. Vừa đủ thôi, mình không thích bắn dư các bạn, tội nghiệp nó lắm. Mình bắn vừa đủ rồi. Rồi ok qua. Rồi để coi lấy được ba lá gì nào. Oh, một con quái nhìn khá là tào lao. À nhưng mà con này hình như là nó có thể lật bài của đối phương, cái bài phép của đối phương lên để nó coi. Con này thì chỉ đơn giản là cái con chuyên dùng để thủ thôi, mình có một con tương tự vậy rồi. Không phải con này mà mình có một con khác nó giống vậy, nó cũng thủ 1700. Hình như là con bổ giáp thì phải. Còn con này nhìn khá là ngon nhưng mà nó lại là con Summon các bạn ạ. Kaminari. Kaminari. Hình như là thần sét trong thần đạo của Nhật Bản phải, mà năm sao đó là Summon là mình không cần. Summon là phải trên 2000 mới dùng chứ, mà Summon mà dưới 2000 thôi rồi mình có con công 1900 rồi, có lẽ chỉ có lá này là hay thôi. Hey, give me one more match, I know I can beat you this time. Khoan, để vô coi kỹ lại coi. Hãy coi. Đây xếp thứ tự alphabet này dễ nhìn hơn. Chết cái này ngược rồi. Không phải. Nó vô alphabet sẵn rồi. Kéo xuống chữ N coi trước rồi. Đây. Con này à? Left. Con này khá ghê. Để bỏ vô xài thử. Kaminari. Fusion. Fusion kiểu này mình không ham các bạn ơi. Fusion là mình không có ham. Đây, rất là khó để ra nó. Trừ khi các bạn có cái lá chuyên dùng để fusion. Còn thôi phải có con này. Hai con đúng thời giống nhau mới dùng được. Thì dở. Đây mình được thêm con này nữa, ok cũng đỡ, cộng 3000 máu là khá là ngon rồi. Ok có con này cũng hay, mà thấy nó nuốt quái mình kinh quá, tại mấy con này là nó ăn hai chơi nó ăn hai summon không à, bắt hiến tế hai con để ra đó, thành ra là mình không muốn dùng mấy hai con này được rồi. Hai con này mỗi con lấy ngàn cái gì ta,
lấy mỗi con lấy xung quanh hiến bắt hiến tế một con thôi thì được, chứ mà bắt hiến tế lúc hai con mình không dùng tí nào cả các bạn, còn nhiều con mình chưa lấy được lắm. Có con 2.500 mà cũng chỉ có một con, mình biết có một con cũng chỉ cần 2.500, nó tất công 2.500 luôn á, mà nó chỉ cần hiến tế có một con thôi, hình như mình chưa lấy được con đó. Con cũng trong bộ này luôn nè, nó cũng cùng hệ lửa với con này, nhưng mà con này công 2.500, nó công 2.500, nó hình như là cái võ sĩ đấu bò hay gì á, cái sĩ đấu bò mà hệ lửa mặt giống con chim. Rồi từ từ mốt mình lấy được khoe các bạn sao ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình là Lâm Bách Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.